Thầy cô và các bạn thân mến, Hòa Xuân, mảnh đất của những người con anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi đây đã từng bị cày xới nặng nề. Với tình yêu quê hương, đất nước, đã có bao anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, với những chiến công oanh liệt của cha anh. Mảnh đất này đã lưu lại nhiều di tích văn hóa, lịch sử, mảnh đất khói lửa, bom đạn, chiến tranh năm xưa, giờ đây đã trở thành đô thị, văn minh hiện đại, rất đẹp và khang trang. Là những người con của Hòa Xuân, chúng em là những học sinh của liên đội trường tiểu học Trần Văn Dư, phát huy truyền thống của cha anh, luôn cố gắng học tập thật tốt để xây dựng và bảo vệ mảnh đất anh hùng, xây dựng quê hương Hòa Xuân ngày càng giàu đẹp, để xứng đáng với bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Hòa Xuân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đến với cuộc thi video clip thiếu nhi của các dân tộc hát quốc ca tại địa chỉ đỏ với chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Chúng em đến nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây có 490 mộ liệt sĩ, trong đó có 120 mộ vô danh, 59 mẹ Việt Nam anh hùng được khắc trên bia tưởng niệm. Nghĩa trang được xây dựng khá khang trang, có tượng đài, phía trước có hai tấm bia lớn khắc tên các anh hùng liệt sĩ, hai bên có tháp chuông và bia khắc tên các mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng em rất xúc động khi được thắp những nén hương trên những ngôi mộ và tự hào hướng lên tượng đài, cùng lá cờ Tổ quốc hát vang lên bài hát quốc ca thiêng liêng, hùng tráng của dân tộc, với giai điệu hào hùng của đất nước Việt Nam. Lời ca vang lên với lòng tự tôn dân tộc, với ý chí quyết tâm bảo vệ mảnh đất thiêng liêng và khát vọng xây dựng quê hương đất nước vươn cao, vươn xa trong thời đại mới. Là một phần máu thịt của các anh hùng liệt sĩ, để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Một phút mặc niệm bắt đầu. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan của Bác Hồ, góp phần xây dựng mảnh đất Hòa Xuân văn minh, giàu đẹp.